giao cửa không, sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng. Diêm huyền ánh sáng tư quan, chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ tay, niệm Phật nhiệm màu Thế Tôn ân đức biển sâu bao đời. Con thành tâm kính lạy Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng trong. Nam mô kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng 6, là ngày cúng hội thường lễ theo giáo lý khất sĩ. Thì hôm nay cũng có chư thiện nam tín nữ tề tự đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây, và chư thiện nam tín nữ cũng đã đọc xong bài kinh Tam Bảo để cúng dường ngôi Tam Bảo vừa xong. Sau đó chư tăng có đọc bài kinh Phước Thí, mục đích là chứng minh ngày xuất bát hôm nay. Thì tôi xin nói về cái nguồn gốc của vũ trụ theo quan điểm của Phật giáo, qua cái sự hiểu biết của tôi. Tôi trùng tiên trở lại, thì chúng ta thấy rằng đầu tiên của vũ trụ là thực tướng của các pháp, tức là tất cả dạng vật chúng sanh, các pháp cỏ cây thú người trời Phật, cả luân Phật nữa, đều cái hình tướng mà chúng ta thấy chúng ta lại thờ đó là vô tướng, không có hình tướng như mình thấy vậy. Đó chỉ là một cái vùng hào quang rực rỡ mà thôi. Rồi cái vùng hào quang đó, đạo Phật là một đạo sống động, vũ trụ quan của đạo Phật là không bao giờ dừng, cứ chuyển động mãi và mãi mãi, chuyển động từng sát na và chuyển động từng chu kỳ. Nếu chúng ta tu theo chuyển động chu kỳ thì cái đó chúng ta kêu là nhân quả khác thời. Thì các nhà bác học, học sinh, giáo sư rất rành về cái đó. Tất cả đều duyên khỏi. Tức là cái nhà này muốn có là phải có kèo, cột, sắt, xi măng, thợ, Phật tử, các sư, nhiều nhân duyên thì mới thành được. Nếu nhân duyên chống đối nhau là cái nhà giảng này không thành được. Thì cái đó quý vị thấy quá rồi, xác thân quý vị cũng vậy. Phải do đất, nước, lửa, gió, do tinh cha, quyết mẹ, do thần thức của quý vị, rồi khi sự giao hợp cho mẹ thần thức đến rồi mới tạo cái xác thân này, lấy ở trong cái tiền kiếp của mình, đại khái vậy. Còn rất nhiều nhân duyên thì cái đó chúng ta học chúng ta có thể hiểu được. Như cái xác thân tôi ngồi đây, quý vị ngồi đây, thì lúc hồi trẻ sanh ra 1-2 tuổi thì chúng ta kêu là bé con, nhí con, tới chừng trưởng thành, thành thanh niên thì lớn lên. À, rồi tới già, rồi tới da nhăn, mắt mờ, tai điếc, chân mỏi, ngứa dụng, thì nó thay đổi mãi. Nó thay đổi mãi thì chúng ta thấy rồi. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái thay đổi sát na trong đó. Nó đâu phải là 10 năm hay là 20 năm nó mới già. Không phải như vậy. Mà mỗi năm nó mỗi già. Mà không phải mỗi năm, mỗi tháng nó mỗi già. Mà không phải mỗi tháng, mỗi ngày nó mỗi già. Mà không phải mỗi ngày nữa, mỗi giờ. Mà không phải mỗi giờ, mỗi phút. Không phải mỗi phút nữa mà là mỗi giây. Mà không phải mỗi giây nữa, mà là cái mỗi chúng ta không nghĩ tới được. Nó chuyển biến quá nhanh, chúng ta kêu là sát na.
thì cái thấy sát na là các nhà bác học cũng đầu hàng đấy. Nhà bác cũng đầu hàng, không thể dùng con mắt nhục nhãn này, mắt thịt của chúng ta mà thấy, không thể dùng máy móc mà thấy, phải giống như đạo Phật hay các tôn giáo, các bát kiết già như vậy. Rồi lánh cảnh thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, trở về nội tâm thì nhận lại, chứ không thể mà phân tích tổng hợp như tư tưởng mà thấy nó được. Nó là cái nền tảng để sanh ra dạng vật, chúng sanh và các pháp. Thì trong kinh thường thí dụ giống như cái dòng sông, cái dòng nước sông mà chưa có sóng, nó êm ả trôi chảy, thì nó trôi chảy như vậy là từng sát na. Chúng ta thấy dường như có những cái giọt nước, rồi coi lại thì nó là một cái dòng nước. Rồi khi có gió bắc phong, tham sân si, có dinh nhục lợi hại, thịnh chê khi tham sân si do đó, thì cái gió này mới làm cho dòng nước nổi sóng, nên sống người ta, trâu bò heo chó. Nhưng mà điều nương vào duyên khởi từ dòng nước sát na, thì cái tu mà nếu chúng ta tu theo dòng nước thì chúng ta đi tới giải thoát, thành Phật. Bởi vì sát na nó không có tướng, mà nó chỉ có cái hình. Khi nó chuyển biến thần tốc rồi, mất luôn cái hình, chỉ còn một cái vùng hào quang thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải suy gẫm cho nhiều. Cái này không ai giải ai được hết, dầu cho Đức Phật. Mỗi người phải tự tìm lấy chân lý, không ai giải ai hết. Do đó thời Đức Phật Thích Ca, 62 tôn giáo bản không thấy được cái này. Rồi những cái đạo cao đó, chẳng hạn như là ông Quốc Đầu Lam Phất A-la-la, mấy người này giỏi đấy. Họ nhập định kỹ, lâu, sâu, họ đè nén, họ quán sát, họ chạy trốn, họ thăng hoa, họ tiến hóa. Mà chúng ta nên biết thế giới chu kỳ mà tiến hóa thì cũng là chu kỳ. Cái xiềng xây cây, xiềng sắt, xiềng bạc, xiềng đồng mà đổi hoài thì nó cũng thành cái xiềng vàng, xiềng kim cang. Nhưng mà kim cang với vàng vẫn là xiềng. Các ngài lầm chỗ đó, tôn giáo bạn lúc bấy giờ 62 tôn giáo lầm. Tới chừng Đức Phật đi tìm đạo tới hai ông đó là được cái xiềng vàng, xiềng kim cương. Xiềng vàng thì nó giống như là cái xiềng, giống như cái cõi của A-la-hán. Xiềng kim cương thì nó giống như cái cõi của Như Lai, tương tự. Mà bây giờ người ta trùng hay dùng danh từ là đồ nhái hay là đồ dỗm, tưởng rằng đồ thật nhưng hóa ra đồ chơi. Thì bây giờ cũng vậy đó, thế giới bây giờ cái đồ gì cũng giả hết đó. Nếu mà mình nhìn mình tưởng thật, những con cái bông giấy mấy vị thấy đó. Tôi đi nhiều cái chùa, tôi không biết bông giấy hay là bông ni lông, làm giống hệt. Thì vô trong chùa thấy có bông tươi quá, tôi nói bông này bông ni lông hả thầy? Nó không phải là bông giấy à sư. Tôi nói để trong này sao? Để 7 bữa, 15 bữa nó mới héo. Dường như có để thuốc, để gì trong cái nước trong đó. Thì tôi lợi, tôi rồi thì tôi biết, tôi rồi tôi bóp thử này nó gãi thì đó là bông, bông thiệt. Còn giờ bóp nó xuống nó bật trở lên lại là bông ni lông. Mà cái màu sắc với cái hình tướng không có phân biệt được. Nên bây giờ chúng ta thấy là khó phân biệt ở ngoài, bây giờ con người cũng vậy. Mắt giả, lỗ mũi giả, tim giả, thận giả, thay được hết. Thì hồi xưa cũng vậy, ta 62 tôn giáo bạn chỉ có những vị Bồ Tát là nhìn bằng cái trực giác. Chút nữa chúng ta nói qua cái đó, nhất là thế giới hiện tại bây giờ. Là một thế giới đau khổ cùng cực, chưa bao giờ con người tán loạn như bấy giờ. Nhất là bây giờ có cái hội Long Hoa, hội gì ở Châu Đốc. Và cái mỏ dầu lửa lớn nhất của Hoàng Sa, Trường Sa gì đó. Thì ở trong sám giảng thì nói lâu rồi. Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh gì đó. Thì ông Bình Phú Sổ thì ông nói là mèo kêu quá tánh lo sao, đến chừng rồng rắn mó đò chính ghê. Thì hồi xưa có nhiều chỗ người ta cấm, không cho nói. Nhưng mà tới bây giờ khoa học, mấy nhà chiêm tinh lớn nhất ở thế giới thì đoán rằng phải năm năm thìn, mà đoán ngày luôn nữa, còn các ngày kia thì không có đoán ngày được. Không có đoán ngày là ngày nào nó xảy ra tận thế. Nước nó sẽ tràn ngập hết, và điện bị cúp hết 7 ngày 7 đêm, không có điện nước, không có điện gì hết, tối trời tối đất.
nói tùm lum. Và bây giờ chính là khoa học công nhận nó là cái mới và cái chết, thì thế giới không thể bụp miệng, không thể cấm được. Nó lên mạng là gì đó, tôi không biết mạng là cái gì, tôi nghe nó có mạng có gì đó. Bây giờ cả quốc tế đều biết, người ta đang hồi hộp, đang lo lắng, đang sao động, vì còn có một năm nữa à, không tới, có năm mấy nữa. Con người rất sợ chết. Mà sợ chết thì sao? Do tội giới, nó tu để khỏi chết. Còn nếu qua rồi mà không có thiệt đó thì thôi không tu nữa. Chúng ta tu tức cười đến năm 2000 đó, cũng nói tận thế, tội giới rất nhiều. Rồi năm 2000 không có rồi, thôi không tu nữa. Bây giờ năm 2012 tận thế, tội giới lại, tu lại. Chúng ta không có hiểu cái đạo là cái gì, tu là tu cho khỏi chết. Chúng ta rất sợ cái chết. Mà chết là gì mới được chứ? Tại sao sợ chết mà không tìm hiểu chết là cái gì? Nếu mà hiện hiểu rõ thì cái chết là nó dễ đột, đối đầu Phật, cái chết sống không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Chúc chúng ta trở lại vấn đề. Vấn đề siêu hay đọa mới là vấn đề chánh. Chết ai không chết? Đức Phật cũng chết. Rồi bây giờ tháng năm 12 đi mà không quả cầu này không nổ, không chết, rồi mình sống hoài không? Thì cũng phải chết thôi. Hay đây tới 12 có thể chết trước, có thể qua 12, mình qua 13, 14 mình chết. Chứ ai mà sống hoài được. Hình ra dầu thế giới nào có nổ thì mình cũng chết, mà không nổ mình cũng chết. Nhưng mà chết rồi còn lại cái gì? Hay là chết là hết? Mà tại sao lại hết? Còn lại cái gì bây giờ, nó ở đâu trong cơ thể mình? Mình điều khiển nó được không? Tại sao mình không đặt những vấn đề đó mà mình cứ lo sợ tào lao, lo sợ tầm bậy tầm bạ quờ quạng rồi làm cho mình bất an, rồi có nhiều người bệnh, rồi có khi đi đến bệnh thần kinh nữa, cái trầm cảm gì đó, và đủ thứ hết trơn. Mà có người bây giờ cái cuộc sống quá chất không, bây giờ nó nhức nhối rồi tự tử, đau quá chịu không nổi. Mà cái đó ai tạo ra? Cái quả địa cầu này nổ, cái nước ngập đó, là ai tạo ra? Phải chăng là chính chúng ta, mỗi người chúng ta và tất cả chúng ta? Vì chúng ta có thể cải sửa được không? Nếu chúng ta làm, chúng ta cải sửa được. Thì tất cả những cái quả địa cầu nổ hay không nằm trong tay của chúng ta, của mỗi người chúng ta và của tất cả chúng ta. Quả địa cầu này là của chúng ta. Thiên tai hay không thiên tai là của chúng ta. Tôi nói sai là tôi xin chịu tội hết. Tại sao mình không trở về mình không tu mà đó mình cứ la trời, mình cứ sợ mãi. Mình là quyết định cho số phận của mình và quyết định cho số phận của tất cả 6 tỷ người trên quả địa cầu này. Bởi vì mỗi người liên can nhau rất nhiều. Mình là sống cho tất cả 6 tỷ, tất cả 6 tỷ là sống cho mình. Nó liên can tới vậy. Thành ra mình phải hiểu đạo Phật cho rõ. Rồi mình cứ tỉnh bơ, sống từng giây phút lo tu. Dầu cả địa cầu có nổ tôi cũng tu, địa cầu không nổ tôi cũng tu. Mà tôi tu không phải là tiến hóa để lên các cõi trời. Nhưng mà phải qua cõi trời, rồi tôi dứt cõi trời, tôi qua cõi bất sanh bất diệt. Nghĩa là có cái gì bất tử trong vấn đề sanh tử này. Thì tôi trở lại cõi này, tôi tỉnh queo. Tôi sống mà tôi không dính mắc, không ô nhiễm một cái gì hết. Thì chính cái không dính mắc mới là đạo Phật. Mà không dính mắc ở đâu? Ở trong ngay cái dính mắc này. Thì mình cứ sống trong ngay cái dính mắc, mình đừng dính mắc thì thôi. Nếu tôi dính mắc vào cờ bạc, thì tôi sanh vào gia đình cờ bạc. Tôi dính mắc vào cái cao thượng của cõi trời, tôi nhập sơ thiền nhị thiền, thì tôi sanh vào cõi sơ thiền nhị thiền, đó là cái siêng giảng. Tôi không dính mắc vào người trời, không dính mắc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không dính mắc vào cõi trời. Chết về đâu? Bây giờ tôi không về đâu hết thì chết tôi về đâu bây giờ? Tôi không dính mắc là tôi không sanh vào đâu hết. Rồi bây giờ tôi muốn sanh không? Được. Thì cái này là cái nền tảng. Thì cái đó không phải là nghiệp kéo tôi, mà chính là tôi thị hiện làm như nghiệp. Cũng như thầy giáo học trò thì nó dính mắc vào lớp 3, trình độ lớp 3 thì đưa lên lớp 6, lớp 7 là nó khóc, học gì được. Còn trình độ lên lớp 3 mà đưa xuống mẫu giáo thì nó khóc, không học được.
nó phải dính mắt. Còn một ông thầy giáo giỏi là không hề dính mắt, mà đưa lớp mẫu giáo thì xuống mẫu giáo, nhưng mà ông không phải là học trò mẫu giáo, ông vẫn là thầy giáo. Đưa lớp 3 thì vào lớp 3, đưa lớp 7 thì vào lớp 7, đưa lớp 12 vào lớp 12, nhưng mà không dính mắt vào lớp nào hết. Thì ông ở đâu? Ông không ở đâu hết, mà ở đâu cũng được hết. Thì đó người ta gọi là thánh hay là Phật. Phật có dạy tới, chứ đâu Phật là chết rồi lên Niết Bàn, có cái Niết Bàn ở trên trời chín tầng mây, đâu có mốc gì. Cái đó là cái tưởng tượng thôi. Rồi địa ngục ở dưới đất này, đào xuống đất mà có địa ngục tôi chịu cho. Địa ngục là do cái suy nghĩ, cái hiểu biết ngu si của mình. Rồi cảnh giới đó hiện ra. Chẳng hạn như quý vị bây giờ thấy nước là quý vị nhìn mà con mắt nhục nhãn này. Nhưng mà quý vị đi vào phòng hóa học của nhà khoa học, người ta dùng cái hóa chất, người ta biến cái nước đó ra nó thành H2O. Thì quý vị vào trong phòng quý vị sẽ thấy H2O, chứ không còn nước nữa. Thì sự vật nó đâu có cái hình tướng rõ rệt đâu, nó chỉ là một sự ảo hóa thôi. Rồi nếu quý vị tu thiền, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, quý vị sẽ thấy nước dưới cái cõi trời sơ thiền nó chỉ là lưu ly thôi. Quý vị không nhập được thì không thấy. Quý vị ở người thì quý vị thấy nước là nước như tất cả mọi người. Cái đó kêu là cộng nghiệp. Như bây giờ tôi ngồi tôi nhập sơ thiền, tam thiền thì quý vị đây quý vị thấy nước nhưng mà tôi thấy là lưu ly. Và tôi làm sao giảng cho quý vị? Quý vị muốn biết quý vị cũng theo tôi nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, quý vị sẽ thấy như vậy. Bây giờ khỏi cần giải thích gì hết. Nhưng đó không phải là đạo Phật, cái độc đạo. Cái đó là 62 tôn giáo bạn từ xưa đã có rồi. Thành ra quý vị thấy bây giờ nước ô nhiễm là phóng xạ nhốc hết. Có người không dám uống. Nhưng mà có người ta vẫn uống. Ta uống rồi acid nữa, ta uống luôn miếng chai nữa. Ta không chết, mà mình uống là chết. Mình muốn không chết, mình cũng phải tu luyện như các ngài. Chúng ta coi trong sách, ta thấy những người bắt rắn đó. Quý vị cũng bắt được vậy. Mình vô bị con rắn cắn là chết liền. Họ đưa tay cho rắn cắn không chết. Tại sao vậy? Vì trong cơ thể mình có cái chất đề kháng, nó chống cự lại. Nhưng mà con rắn cái số nó cắn độc độc nhiều quá, mình đề kháng không nổi thì phải vô là thiếu thôi. Thì bây giờ làm sao? Mấy ông thợ rắn cũng giỏi đó. Ông bắt rắn rồi ông lấy cái nọc của nó rồi ông uống một nhũ nhỏ vậy thôi. Thì vô cơ thể nó phản ứng nó nóng lạnh một hai ngày rồi nó hết. Hết là cái chất đề kháng nó quen. Nó thích nghi. Rồi vậy thì ông uống tới hai giọt rồi lần lần nó nóng lạnh nữa. Rồi nó hết. Rồi thích nghi ông uống ba giọt, bốn giọt. Tới chừng bằng cái nọc độc của rắn nó cắn mình thì giờ ông đưa ra rắn nó cắn thì ông là thích nghi rồi. Nó không có cảm xúc, không có chết gì hết. Thành ra thời buổi này đó, tụi trẻ nó sanh ra đứa nào thích nghi thì nó cái thân thể nó khác với thân thể của mình. Đứa nào không thích nghi thì chết ngay trong bụng mẹ. Còn chúng ta cũng vậy, ai mà cơ thể mà quân bình thì thích nghi thì sống, không thích nghi thì chết vô lò thiêu. Bây giờ nhiều bệnh tùm lum hết. Bác sĩ đầu hàng chưa có thuốc. Nhưng cơ thể mình có thuốc. Mà có thuốc là những người có tu á, người ta sống kiên cử, người ta lấy được cái quân bình âm dương thì cơ thể là tự tự trị lấy. Thành ra phương pháp Osawa không phải là phương pháp trị bệnh. Chúng ta phải hiểu cái đó. Coi Osawa nói phương pháp tôi là lấy lại quân bình âm dương, rồi cơ thể tự trị bệnh lấy. Hồi xưa thì bên Tây Phương không tin, bây giờ Tây Phương đồng ý cái đó. Cơ thể có một cách đối trị bệnh tài tình hơn khoa học. Nếu cơ thể quân bình, mà muốn coi cơ thể quân bình thì coi nước tiểu và phân. Khi nước tiểu nóng quá là cơ thể không quân bình, con người sẽ chết. Nước tiểu trắng nhất là cũng không quân bình, nước tiểu vàng, nước trà lợn. Và coi cái phân vàng như miếng chả rán. Thì tất cả bệnh tật cơ thể nó tự trị lấy. Cũng như ta thấy những người mạnh không? Người ta bị mà rắn cắn ta đạp đinh nữa, người ta đâu có chích thuốc ngừa gì đâu. Người ta nặng máu ra, người ta vô dồi vẹt ở đó, tôi thấy ở trong quê vậy, đâu có chích gì đâu. Tôi có mạnh sưng sững có chết gì đâu. Có thể là quân bình. Còn mình không chích là không đòn gánh nó giật chết luôn. Chúng ta bây giờ uống nước này chúng ta la trời. Phải uống nước khoáng mới được. Uống nước phóng xạ là chết vì cơ thể mình nó mất quân bình quá đi.
chúng ta vô trong miền quê, chúng ta coi mấy đứa trăn trâu á, nó đang thui ở trần trùng trục, uống cái gì biết không? Uống nước ở lỗ trăn trâu á, con trâu đi đạp xuống cái lỗ hủng rồi có nước trong đó, lấy hai tay nó húp lên nó uống à. Chính mắt tôi thấy, không phải là tôi nói kể chơi. Rồi đi hành đạo, tôi ngồi ở cây, tôi nói em làm cái gì nói, em uống nước xương. Tôi nói xong lấy ca nó rồi mất công quá. Hai tay nó ấy là nó bùm cái lỗ trăn trâu, nước ở chỗ trăn trâu nó lên uống, mà nó em uống gì không bệnh hả? À? Em uống mỗi ngày, phải khác thì uống thôi. Còn mình phải nấu chín, phải này, phải kia, phải lọc, phải chiếc kia, và cực tím, dỗ tùm lum. Nó cũng vốn là thiếu như thường. Nó ăn cái gì? Nó ăn cơm với một mớ cá kho mà cá sặc, có lòng tông, có đồ ăn gì đâu. Thế mà cái đó dương nhất làm cho cơ thể nó quân bệnh. Nó mà giờ trời đánh không chết nữa. Trong quê đâu có ăn gì, còn mấy đứa bé ngoài chợ mà thấy bệnh tới bệnh lui hoài. Nó ăn ngày có hai bữa cơm mà sáng không có điểm tâm gì hết trơn, 9-10 giờ ăn. Tôi thấy ở đó có mấy đứa cháu, tôi thường đi dạy học, tôi về tôi thăm ở trong quê, 3-4 đứa. Một đứa ăn 5-6 chén cơm, ăn tới mẹ nó giật lại không cho ăn nữa. Tôi nói trời sao nó ăn mà không cho. Nó ăn quá trời rồi nuôi không nổi xưa rồi. Gạo đều không nổi nuôi, không đủ nuôi nó. Tôi nói trời cho ăn cơm không, với có vài cá lòng tông, nó đi bắt ơn, nó xuống mấy ao rạch nó bắt, rồi đổ cá nhóc hết. Không có mua đồ cho nó đói thấy mồ thì nó ăn 4-5 chén, nói vậy thì chị khỏi cần đi thầy thuốc cho nó, nuôi không nổi chú ơi. Nó 4-5 đứa nó ăn còn hơn người ta, nó mấy gạo đem về có bịch ăn hết trơn, mà đứa nào nó cùi. Thì chúng ta thấy là cơ thể chị bệnh lấy, nó mà đi đạp đinh đạp gì nó nặng máu ra rồi thôi, vài bữa nó lành, cơ thể nó hàn gắn lại ơn. Nó đâu có vô nhà thương móc gì đâu. Nó chơi nhiều khi nó chọi gạch lỗ đầu á. Nó té đùi đùi rồi ngồi dậy nó cười nó đi. Còn bây giờ mình té một cái là gãy tay gãy chân. Gì đâu. Vì mình tới. Tất cả đều do mình. Rồi bây giờ làm sao? Đi chuyển nghiệp. Ngồi đó mà khóc sao? Thì thế giới bây giờ, thế giới đang đi tới chỗ bại hoại. Đi tới chỗ tàn tạ. Tan tác tả tôi luôn. Do ai? Do quý vị, do tôi, do tất cả 6 tỷ người này. Bây giờ ngồi đó khóc sao? Hãy mình trói cột thì mình mở. Bây giờ cầu Phật mở cọc nào, Phật nào mà mở? Không có vụ đó. Chúng ta nên nhớ pháp môn tịnh độ không phải là pháp môn chờ chết bãi sủi nha. Không phải tạo nghiệp tùm lum mà chết A-di-đà ơi, tiếp dẫn con. Mà nếu không tiếp dẫn A-di-đà không linh. Con bệnh quá, Quan Âm ơi, Quan Âm làm cho con hết bệnh. Nếu không hết bệnh là Quan Âm không linh. Quan Âm nào mà linh? Linh bất linh tại ngã. Trong đó có nói rằng ai mà nhất niệm á, mà phát nguyện cầu ta thì mới linh được. Con đã tạp niệm mà cầu làm sao linh được? Tôi ba hồi niệm Phật, ba hồi nhớ con, ba hồi niệm Phật, ba hồi nhớ tiền bạc. Mà làm sao Quan Âm, làm sao Di Đà nào mà cứu cho nổi? Bắt cả hai tay. Bây giờ quý vị cũng vậy đó, tôi thấy tôi niệm A Di Đà, rồi niệm Kinh Đại Bi, rồi niệm Quan Âm, niệm tùm lum. Mà cái quan trọng của mình là nhất niệm. Thành ra nguyện 18, 19, 20 rất là hay, quý vị không để ý. Ba cái nguyện đó quý vị phải thuộc lòng. Cái nguyện 18 đó là quan trọng nhất, là tu tịnh độ, đặt rồng niệm Phật, không có niệm cái gì khác hết. Mà được nhất niệm. Trước khi chết nha, nghĩa là hít vô thở ra từ một câu ai nhớ cầu nhớ ai đà từ một câu tới 10 câu, một câu thôi. Mà câu đó phải là hít vô rồi không thở ra nữa, tức là cận tử nghiệp. Nhớ tới Phật, mà phát nguyện Phật A Di Đà tiếp dẫn con, nhất niệm là sanh về cõi trời. Mà bây giờ tôi không muốn về cõi trời, tôi muốn về cõi Phật. Mà nếu mà tôi tạp niệm tôi về địa ngục ngạ quỷ, ai Di Đà ơi tiếp dẫn con, không có Di Đà nào tiếp dẫn hết. Anh tùm lum hết trơn mà anh biểu tôi dẫn anh về, về chỗ đó anh làm sao ở được. Anh còn cà phê, còn thuốc lá, còn vợ, còn con, còn tiền, còn bạc, còn về đó anh đòi cà phê, thuốc lá, làm sao cực lạc có vụ đó. Anh dứt hết là cõi trời, không có chiếm hữu bên ngoài nữa. Sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ không có, mà chỉ có tập trung vào con niệm Phật để hưởng lấy cái hỷ lạc.
tôi giảng hoài thì cái này là giảng sanh đấy. Cái này bất cứ 100 người A Di Đà tiếp dẫn hơn 100 người. Còn nhớ vợ con, còn tiền bạc, còn ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, một trà, một rượu, một đàn bà nữa thì không bao giờ có vấn đề. A Di Đà tiếp dẫn, mà lỗi đâu phải ở mình, ở đâu phải ở A Di Đà. Đó là nguyện thứ 18. Chúng ta thấy không tịnh độ độc đáo á. 48 lời nguyện, có 3 nguyện quý vị phải thuộc lòng, 18, 19, 20. Cái này cái giảng của tôi à, mỗi người mới giảng khác. Tôi giảng là tôi phải chịu trách nhiệm, vì tôi nắm cái gốc của nó là nhất niệm và phát nguyện thì giảng sanh. Rồi nguyện thứ 19 đó là bất cứ tu pháp môn gì, tứ niệm xứ, thiền tông, rồi minh sát tuệ, rồi tu tiên, rồi tu ngoại đạo, thôi miên, xuất hồn, được hết, miễn nhất niệm thôi. Nhớ là nhất niệm nha. Mà nhất niệm trước khi chết là cận tử niệm, mà phát nguyện vẫn vãng sanh. Thì dĩ nhiên cái này khó hơn pháp môn tịnh độ. Tịnh độ là sao? Tôi niệm Phật A Di Đà là tôi có phát nguyện trong đó rồi. Bây giờ phát nguyện thêm thì cái nguyện rất là vững vàng. Còn tôi tu thiền tông tu này kia là không có phát nguyện, mà nếu quên không phát nguyện không vãng sanh thì không bằng cái nguyện 18. Thành ra chư tổ đều khuyên là nên tu tịnh độ tốt hơn. Khi tôi niệm A Di Đà là tôi phát nguyện A Di Đà tiếp dẫn tôi, bây giờ tôi phát nguyện thêm thì cái nguyện càng chứng chắc hơn. Còn tôi tu thiền tông tịnh độ, tu thôi miên này kia, tôi tập trung tu tiên này kia thì nhất niệm, mà quên phát nguyện là không vãng sanh. Cái thói quen khi tôi chết rồi hít vô thở ra tôi nhất niệm rồi sanh về cõi trời, sanh về cõi tiên. Chỉ cần một cái kêu A Di Đà nữa thôi, mà nhiều khi mình không làm hàng ngày mình quên. Thành ra cái nguyện 19 nó không thù thắng mà 18. Còn nguyện 20 là ngon lành nhất mà lợi tệ nhất, là không tu tịnh độ, không niệm Phật, không tu thiền, không tu minh sát, không xuất hồn, không gì hết. Giống như mấy bà mấy cô đi quỷ lão, đi bố thí, đi cúng dường, làm tất cả các phước báo. Mà nhất niệm á, làm phước báo mà còn cầu mong cho gia đình tôi cúng ra, một đồng tôi được 1 triệu đồng thì cái đó không có được. Rồi nghĩ tới chúng sanh, tập trung vào đó, tôi được nhất niệm thì phát nguyện vẫn vãng sanh. Thì cái này có ạ. Tu phước báo không có công thiền thì cái định lực rất là yếu. Mấy bà đi tịnh độ chặt thuốc này kia, bà đi quỷ lạo nghe nói cho tới Phật tử khoái của nó đó. Dễ có tiền thì thấy vô đó, rồi đi thì cho quà người ta đó, nào bánh mứt kẹo rồi gạo này kia đồ. Bà cứ thấy là bà niệm Phật nha, con niệm Phật nha, mà không biết tôi có niệm không. Tôi đuổi người ta về cực lạc mình ở lại, mình kêu cái miệng không mà mình không có công phu. Nó tôi nói tu mà chẳng công phu thì khác nào như thể người tù ở ám. Quý vị là người tù ở ám, vô nghe pháp về không có thực hành, phải có thời khóa biểu, có giờ giấc. Con bận lắm sư ơi, bận không lẽ một ngày không có 15 phút để mà niệm nữa sao? Không sáng thì trưa, không trưa thì chiều, không chiều thì tối, không có giờ nào hết. Tối ngày ngủ không? Vậy thì thôi, nữa thì giảng sinh về coi ổn. Thành ra Phật tử phải hiểu cho nó rõ đạo Phật. Đừng có sợ chết. Bây giờ cũng đang chết từng sát na đấy. Rồi qua cái chu kỳ 5 năm, 10 năm mới thấy được cái chu kỳ. Nó già rồi mà có cái chu kỳ là con có nhiều sát na trong đó. Xong cái dòng nước nó đang chảy gì đó thì cái lượng sống nó nằm dính ngay dòng nước. Mà dòng nước đâu có tướng, thì có tướng ta kêu là sống. Nhưng mà trong cái lượng sống đó có cái dòng nước nằm cái nền tảng đó, nó nương cái dòng nước để tạo ra cái lượng sống. Thì lượng sống là có dòng nước trong đó, mà dòng nước thì không có tướng. Mà khi có tướng con trâu, con chó, con bò, người ta, con heo thì đó kêu là sống. Cái này quý vị phải ngồi suy nghĩ chứ, bởi biểu tối làm sao làm được. Tôi là quán xét nhiều lắm. Thành ra đối với giống chết thì tôi nhẹ thôi. Tôi muốn làm sao tôi bị tu trên cái dòng nước đó, đừng có tu trên lượng sống nữa. Mà dòng nước ở đâu? Nó ở ngay trong lượng sống. Thành ra khi quý vị chấp cái lượng sống là tôi thì cái dòng nước quý vị không thấy. Còn khi quý vị đừng dính mắc vào lượng sống nữa thì đó là dòng nước.
Quý vị từ cái lượng sống quý vị tìm dòng nước không bao giờ có. Quý vị có thể đi tìm cái lượng sống khác thì được. Sống đi tìm sống, chứ sống làm sao tìm dòng nước. Dòng nước là cái lối tu nó khác. Nó là cái lối tu sát na, lối tu nhận lại. Nó không có pháp môn, không có đạo sư, không có thầy, không có từ từ, không có lấy đó. Nhận được là nhận, mà nhận không được thì thôi. Thế nên cái đạo Phật nó khó. Mà nó ở đâu? Nó ngay trong tất cả, ngay trong sắc thân này. Nhưng mà sắc thân quý vị sơ cơ quý vị nhận không được đâu. Nó ngay trong cảm giác à, cảm giác của địa ngục ngạ quỷ thì quý vị nhận cũng không được đâu. Cảm giác người trời với cảm giác sơ thiền nhị thiền. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật cõi đếm khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, quý vị có thể nhận được mà phải có thiện trí thức ạ. Từ đó là quý vị mê cái khỏi niệm Phật, cái hỷ lạc nó khởi lên, quý vị nói hỷ lạc là quý vị thì quý vị nhận lượng sống nữa. Nhưng mà bây giờ quý vị thông minh lắm. Ở cái chỗ này tôi cũng xin lỗi một chút, là mấy rồi có rất nhiều người kiếm tôi, mà tôi bệnh quá tôi không có tiếp riêng nữa. Thì có Phật tử nào chỉ đó, thì tôi nói Phật tử để mà hiểu. Bệnh gì mà tiền bạc này kia rồi, nhà cửa rồi đi ra buôn bán rồi dây tiền của ngân hàng vậy đó, mà bị mấy cái hãng lớn nó đập cái tiêu, nó kêu khuyến mãi cái gì rồi mấy tiệm nhỏ đóng cửa hết lỗ lã. Rồi không tiền đóng ngân hàng nó siết nó lấy nhà. Thì muốn nhận tiền ngân hàng phải đưa bằng khoán vậy đó. Tôi cái đó thuộc không rành đó. Rồi bây giờ bế tắc. Cha mẹ vợ con gì chồng con gì lộn rào xáo hết. Rồi muốn điên. Vô vô sư Khang ông giải quyết hết cho. Sướng không? Sư Khang ông còn chưa xong mà giải quyết cho ai. Nhưng mà gặp tôi thì tôi giải quyết. Cái đó ai cột mình? Chính mình cột mình. Bằng cái ngu si của mình. Mà ngu si thì làm cho cuộc đời càng khổ thêm, khổ mình, khổ người. Thì tôi vô chỉ quý vị có cách thức làm sao cho mình thông minh, mình sáng suốt. Thì thông minh phải giữ giới, thì tôi có 3 chiều thôi. Ba cái chưởng thôi. Cũng như là ông ấy là có 7 búa, tôi là 3 búa à. Giữ giới, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, không có giải quyết vấn đề được đâu. Giải quyết chừng nào nó bế tắc, nó càng bế bí lối chừng nãy, nghèo càng thêm cái eo nữa. Tới chừng nào mà cái tâm định rồi đó, tiếng niệm Phật nó từ trong ai lại ra nó tràn ra đó. Mà nhận nó được thì con người rất là thông minh. Người thông minh thì giải quyết vấn đề thông minh, hạnh phúc. Còn bây giờ mình tạp niệm, mình đau khổ tùm lum, mình còn muốn điên đây mà giải quyết vấn đề nó điên thêm. Bỏ qua bên đi. Bỏ qua đi tám, chừng đó tới đâu rồi tính đó. Bây giờ lo tu thôi. Nếu giờ bạn giải quyết rồi nó còn bế tắc nữa. Bây giờ dạng về có dở năm giới, thọ năm giới chưa chưa, có ăn chay ngày nào không có, thì đau khổ là phải. Giờ chạy kiếm tôi làm sao? Tôi bây giờ có thể nói thần thông tôi giúp được, người bây giờ bạn ngã xuống chết mà tôi làm cho sống được, tôi không làm, tôi nói thiệt, tôi nhìn bạn chết, tôi nói thiệt. Chết đâu phải là hết. Một cái tiếng quá mới là hết. Mình vậy là thôi, mà ý lại người ta, ý lại A Di Đà, tôi làm tội hết. Nghe không? A Di Đà cứu tôi giao hết trọn sát thân này cho A Di Đà. Nhưng mà tiền bạc là để tôi à, A Di Đà không có lấy. Còn bệnh tật cái gì đau khổ A Di Đà lãnh hết. Chúng ta khôn quá trời, chúng ta không chịu tu mà thấy sự khổ đau, đi tìm Phật, đi tìm Thánh để cứu mình. Ai cứu mình? Ai trói cột mình? Nếu mà A Di Đà trói cột mình thì A Di Đà mở. A Di Đà đâu có trói cột. Chính là ngu si này trói cột mình. Ngu si là mình không có tội giới, mình không có ăn chay, mình không có niệm Phật, mình không có tội giới sắc sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu mà làm náo. Thì cái làm này là cái ám ảnh, cái tội lỗi của mình, rồi những cái dông nó theo nó phá mình nữa, thì làm sao mà không mang quả được. Tai quả là gì? Là nhất định chiếu cảm. Tại sao có người sanh con ra nó có hiếu, mà có người sanh ra con nó phá tàn gia trung lục luôn? Tại vì con mình nó là cái loài thú, mình giết nó thì bây giờ nó lợi nó máu quá. Còn nếu mình phóng sanh thì bây giờ lợi nó trả hơn.
thì chúng ta thấy có cái gì mà là sai trái đâu. Giao ân mà báo nghĩa không sai trái. Người ghét người thương chớ bất bình. Có nhiều người nói con bị quan, quan cái gì? Kiếp trước tôi con tổng thống rồi tôi giết người này kia, không ai dám đụng tới tôi hết. Vậy là êm, làm sao mà êm được? Rồi sau này khi cha tôi xuống chức tổng thống rồi thì bắt đầu có, còn nếu cha không xuống rồi bây giờ mình chết đi, cái đó vẫn còn. Viên án triệu thố chính kiếp mà vẫn còn trả thù được. Thì kiếp sau sanh lên mình trong sạch, không có làm giữ giới đàng hoàng, tu đàng hoàng mà vẫn đổ nợ như thường. Tại sao cái nhân quả quá xấu vậy? Cái nhân này đâu phải mới gieo bây giờ. Mình gieo hột chanh mà 4 năm về trước, rồi mình gieo hột cam mới hôm qua thì lên cái trái chanh mình la trời. Tại sao thế gieo hột cam xanh mà lại lên cái trái chanh? Đâu có cái vụ đó. Thì gieo nhân thì hái quả, không sai chạy. Mình không biết quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật nói con đừng có sợ, tất cả đều do con. Kiếp trước mình đã ngu rồi mới tạo tội, thì cái vô minh đó không có trách. Thì bây giờ dơ hột chanh rồi thì lên cái chanh thì cứ bẻ chanh mà ăn. Ôi chua lét, ruột chua lét mà vỏ bồ họ. Tại sao không biết cải sửa nó? Nặng vô làm lý chanh đường, nếu nhiều quá đem ra bán, nhiều quá muối để làm chanh muối trị đau giọng hạ. Đủ cách thì cái đó là chuyển nghiệp. Càng nhiều thì mình càng kiếm tiền vô càng thêm. Còn thấy người ngu ngồi khóc đem đổ với xong hết. Lúc cùng không có gì hết. Cái đó do ai? Do cái hiểu biết ngu si của mình. Ngu si là làm cho mình khổ đó. Thành ra ngay bây giờ quý vị phải thọ tam quy, trì ngũ giới. Không sát sanh phải phóng sanh. Không trộm cắp phải bố thí. Thành ra tôi đi đâu là tôi bắt quý vị trả, mỗi người phải trả. Quý vị nói tôi khó, khó ích lợi gì cho tôi? Nếu quý vị không thuộc, quý vị phạm, quý vị không biết gì hết. Không biết rồi quý vị làm sao tránh, làm sao sám hối, làm sao cải sửa. Trong đạo Phật thì người nào cũng có tội hết trơn. Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm mà giữ làm sao khỏi lắm tóc son, quý vị đọc đó. Tôi còn phạm nè, một tháng là tôi phải 4 ngày sám hối. Thì quý vị làm sao mà khỏi? Tôi là trong hoàn cảnh thuận tiện nhất, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không đụng ngón tay. Tôi chỉ ngồi thiền xem kinh là giảng pháp thôi. Tôi đâu có làm gì đâu, có nghề nghiệp tôi là cái nghề đi xin ăn. Thế mà vẫn mang nghiệp như thường. Nhưng mà giải gì ngồi đó khóc, sám hối. Sám hối là gì? Ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau, cải sửa nó. Nhưng mà xin nhớ đó không phải là đạo Phật nhé. Đó là đạo trời. Nhưng mà không qua đạo trời, không qua đạo Phật được. Người ngu si không thể nhận được cái bất tử, không thể nhận được dòng nước. Chỉ có những lượng sống cao thượng thì mới trực nhận trở lại không pháp môn nữa, trực nhận cái dòng nước ở ngay trong cái xác thân của mình. Thì người đó phải qua sơ thiền, nhị thiền, tức là tiến hóa từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Không trông mong gì nhận được cái bất tử đâu, cái dòng nước Phật tánh đó. Cái cõi người trời thì có thể mà khó. Tới mà giữ 8 giới rồi đó, niệm Phật đến từ một tới người thì phải đời sống giản dị đó. Tức là ăn mặc ở bệnh rất là đơn giản. Bây giờ đơn giản không? Tôi thấy bây giờ là quá xa, ai cũng hưởng thụ hết. Bây giờ trong túi con nào nấy cũng có là thần thông hết. Ngồi đó tít tít te te chạy ra ngoài cái bắt qua bên Mỹ, rồi bên Anh, bên Úc. Tôi không có, tôi tu hoài mà không có thần thông. Quý vị chưa cần tu là quý vị có thần thông hết rồi. Thần thông nữa tư tưởng nó nguy hiểm, nó hại nhá. Chính bây giờ những cái nhà nó đốt nó lên tộc trời đó là để cho quý vị bắt điện đó. Đặng nó bán những cái gì sim cạc gì tôi không biết, để tâm lúc. Nó tốn biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu ấy, nó mua miếng đất đó rồi nó phải mướn, rồi nó làm ra đó. Rồi bắt rồi cái thì quý vị sẽ bị tai biến, nó hư cái ốc của quý vị. Đó là khoa học nói báo bây giờ nó kêu trời á. Rồi quý vị nghe cái đó rồi nó đi vô não quý vị, rồi quý não trở nên là bệnh tâm thần hết.
Sau này ra gặp quý vị toàn là bệnh tâm thần không à, tức là trầm cảm với người điên điên. Tỉnh thì không tỉnh, là mê thì không mê, chỗ đó mới khó à. Ra thì thấy có hai con mắt thôi, con mặt không thấy nữa. Chạy đá rồi nhớ lũi nhau vô nhà thương, người còn tai người rồi còn chứng. Thế giới sẽ đi đến chỗ đó. Hôm nào giờ tràn ngập, nhà nào cũng ba bốn chiếc không, vì hưởng thụ quá trời mà. Nổi cái bút, cái viết cũng vậy, cái giấy cũng vậy, hồi xưa giấy đâu mà dễ gì. Bây giờ cái miếng lịch cái gì thấy ở trên nó treo cái gì bằng cái tập giấy. Mà giấy vừa viết cầu an cầu siêu không phải một tấm nhỏ, hai tấm luôn, viết có hai ba chữ là. Vì xài phung phí như vậy. Hồi xưa thì mỗi người có cái khăn tay đó mà có rửa miệng lau chùi về giặt. Bây giờ không có vụ đó, tôi không thấy ai có khăn tay nữa. Ra rồi có cái cuốn vệ sinh đó, tôi nói bỏ đầy đường hết. Mấy người bán đồ quét muốn chết, phí vô cùng. Mà vô nhiều khi mình chùi cái đôi đũa luôn là ba bốn miếng. Đâu phải của mình, của hàng hàng mình xài bao nhiêu xài, nó đâu có dám nói gì. Nhưng mà cái đó là cái phước báo của mình. Mình đừng tiễn là cái vô hình, nó không ai biết, mình biết là đủ chết rồi. Con người rất sợ bên ngoài, nhưng mà sợ mình mới phải chứ. Ai cho mình xuống địa ngục? Ông Phật cũng không làm xuống địa ngục, tôi bảo đảm. Có Phật bây giờ đây tôi nói ngài không có thể dìm con xuống địa ngục được. Ai làm mình xuống địa ngục? Chỉ có mình thôi. Nếu tôi sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối thì tôi công an nó trói liền. Tôi là người tu cũng vậy, nó không có kể gì hết đó. Tôi tội lỗi rồi tôi phải đền tội. Còn Phật tử là người dân ở ngoài nhưng mà đàng hoàng giữ năm giới, không bao giờ công an nó đụng tới vậy. Nếu có là cái tiền kiếp của quý vị thì phải chịu thôi. Thì bây giờ phải cải sửa. Thành ra cái sống quý vị nên sống cái hiện tại. Mà tôi đố quý vị biết hiện tại là cái gì. Tôi nói hoài mà tôi chưa có giảng được. Quý vị nó cao quá. Quý vị nói sống hiện tại, tức là đừng có sống quá khứ, đừng có sống tương lai. Quá khứ đã qua rồi, đừng nuối tiếc nó, tương lai thì chưa đến. Thì tôi nghe hay quá, nhưng thật sự là chưa có hiểu đâu. Vì chưa hiểu, hôm tôi ngồi thiền tôi nói, muốn giảng mà làm sao giảng được. Quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, hỏi đếm còn sống quá khứ hiện tại vị lai, còn đau khổ. Quý vị khỏi cần niệm Phật nữa, tự tiếng niệm Phật phát hiện ra. Quý vị nói này sống hiện tại chưa nữa đâu, vẫn còn đau khổ. Đối với cõi này chưa có yên đâu. Rồi quý vị chìm đắm trạng thái niệm Phật mất thân, còn cảm giác nó tràn đầy thân. Đây là sống hiện tại chưa? Vẫn chưa. Vì chúng ta thấy cái hiện tại đó khó đó. Không, cái thời gian ngắn ngủi này tôi không thể giảng cho nó rõ được. Tôi phải giảng mỗi ngày chút chút tôi khơi cho quý vị. Rồi quý vị về làm việc, tức là phải bắt thiết già như tôi. Một ngày ít nhất có nửa tiếng, rồi 45 phút, rồi một tiếng trở lên thì mới linh. Thì cái thân mình nó an rồi. Quý vị giờ về nhập sơ thiền chưa chắc quý vị làm nổi, đừng có nói sơ nhị thiền thôi. Ở đây mấy người khỏi niệm Phật. Bây giờ ngồi đây là muốn niệm Phật khỏi cần miệng, khỏi cần gì hết. Nhớ lại là có tiếng niệm Phật ở trong linh hồn mà nó phát ra trên không gian này. Mình lắng nghe rồi mình tống vô, được không? Tôi nói đây thì khởi đóng gì chứ chưa chắc được 10 người à. Tôi nói vậy. Thì mấy người vậy là định lực mạnh. Nhưng mà gọi là sống hiện tại chưa? Chưa đâu, còn xa. Tôi muốn giảng mấy lần mà tôi biết quý vị chắc giảng ngờ ngờ ngáo ngáo. Cái thực hành của đạo Phật là quan trọng ở ngay trong cuộc sống này. Mà như vậy là tạm xài được rồi đó. Khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Nếu gặp thánh nhân, những bậc thiện trí thức người ta giúp mình qua bát nhã, thì quý vị có thể nhập lưu nhất vãng lai. Còn bất lai chưa được đâu. Khó vậy đó. Thì cái đó mình đi giáo pháp sâu nữa, phải tìm hiểu cho rành. Cái quan trọng của đạo Phật là cái hiểu mình cho rành. Mà hiểu rành thì trời ơi, bây giờ ai hiểu rành? Các nhà sư xuất gia có hiểu rành không? Bận rộn tùm lum. Như tôi bây giờ trụ trì tôi bận rộn tùm lum, tôi phải chịu đựng. Mấy năm trước là tôi không có, tôi yên lắm. Tôi mới cứ trốn đi hoài lên Đà Lạt là tôi không có làm gì hết. Tôi mới đi sâu được con người tôi.
Đi vào đâu? Đi vào sách thân này. Nó chuyển biến là mình không hay gì hết. Trời đất ơi, mình mà mình không biết mình. Tôi nói cái đó có gì có nhiều cái lạ. Trời sư nói gì kỳ sao con mà không biết con hả? Tôi hỏi cô khi nào cái tưởng cô phát sanh cô biết không? Khi cô nổi sanh cô biết không? Nó có lúc con không biết đó, vô minh. Có lúc con biết, biết rồi làm sao? Mà con niệm Phật con đè nó xuống. Hết không? Có lúc đó hết, lúc đó không hết. Không hết cô làm sao? Thì quán. Quán rồi đó, mình quan trái nó vừa tha thứ nó không được nữa thì sao? Nó làm hơn nữa thì sao? Quán cách khác. Rồi cuối cùng làm sao? Không được nữa rồi con xách xe con chạy. Hết chưa? Mai trốt trở về gặp cảnh vậy nữa thì cũng sân nữa. Như vậy có gọi là biết chưa? Cái nhận thức vậy có đúng đắn chưa? Mà không đúng đắn thì phải đau khổ. Để đúng đắn thì cái đau khổ hết. Mà nhận sai lầm, chính cái sai lầm là kéo mình vào cảnh khổ. Luân hồi sinh tử là do mình. Tại sao mình không làm sao cho cái hiểu biết đúng đắn? Mà muốn hiểu biết đúng đắn thì phải làm sao? Thì phải có giải mình. Phải tọa tâm quy. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phải nghe lời kinh dạy. Kinh của Phật, Phật chết rồi để kinh lại. Mà chừng nào mới coi nổi. Con bận vợ con, tiền bạc, nhà cửa, tùm lum này. Còn không thì giờ mà coi kinh nó làm sao? Phật chết rồi, giờ nương vào kinh của Phật. Mà kinh không được nữa thì nương vào tắt. Mấy ông Tăng còn tệ hơn con nữa. Một ông nào cũng vậy hết trơn, mình vơ đũa cá nấm sao? Nói thì đúng rồi mấy sai. Có giờ nhiều xưa bây giờ không có tu. Mà tu cũng không biết làm sao tu nữa. Tối ngày là đi Phật sự cả đống. Nó kéo một đám đi quỷ lão như tôi vậy. Mà bên trong không biết có chứng đắc gì không. Giảng khao thao vậy mà không biết có sống được không. Mà mình làm sao biết vị Tăng đó là thiệt? Làm sao biết cái nào là Đức Phật thiệt? Làm sao Đức nào là Đức Phật giả? Còn làm sao Pháp nào là Pháp của Phật, Pháp nào là của ngoại đạo? Trong kinh có dạy hết. Rồi quý vị làm sao có nổi? Thì phải nhờ mấy ông Tăng, mà Tăng là thật sự, ông Tăng rất là đơn giản, sống rất là rộng, sống rất là rỗi rãi. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không giữ một món gì hết. Ông không dính mắc cái gì hết thì ông còn mình ông ngồi thiền tối lại. Rồi tỉnh xá có rụt rịch thì kệ mày vô mày lấy, có cái gì đâu lấy. Ông Phật bằng xi măng, cửa không có cửa đóng đâu, có gì quỷ chuông vậy, bằng đồng mà gì lấy nó trọi hết, còn cái gì nữa. Yên tâm. Còn dính mắc vào tiền bạc tài sản thì chết rồi, cái gì nó lấy thì mai Phật tử đem vô cúng nữa, không cúng thì thôi. Tôi mấy cái lưu hương đó bằng đồng nó lấy mất hết, mà đem vô mấy cái lưu hương bằng gì đó, bằng sành, bằng gì cũng tốt à, nó cũng lấy luôn. Tôi biểu đừng đem, Phật tử cứ mua, à, mua thì cứ mất, tôi không có giữ, tôi nghe rụt rọt thì thôi. Còn cái gì nó khiêng cũng nổi, nó cho hay, mình khiêng dùm nó ra ngoài cổng cho nó khỏe. Tôi thấy mấy vị cao tăng vậy đó, thường thường lấy chùa nó lấy không nổi là mấy ngày khiêng dùm nó ra à. Chứ mình rượt, mình la nó đập mình chết. Mình khiêng nó cảm ơn mình. Thì có ông thầy chùa vậy, ổng ngồi tụng kinh đó. Cái tăng cốt nó vô, nó lấy cái dao, nó lụi cái lưng ổng. Tìm đâu? Chìa khóa mở tủ tìm đâu? Ổng nói trên bàn thờ chỗ Phật, chỗ Phật Thích Ca ngồi á. Ổng lên đó, ổng mò được cái sâu chìa khóa, ổng đều mở tủ, ổng lấy hết. Ổng lấy trả chìa khóa cho thầy nè. Ông thầy có một, mày không cảm ơn hả? Không biết nói hai tiếng cảm ơn sao? Ông quay lại còn cảm ơn thầy. Rồi nó giọt nó đi. Rồi ba bữa sau con ăn vặt lại, nó khai lấy tiền ở trong đó. Một đống tiền lấy hết trơn. Rồi mày để là một số, ngày mai tao còn đóng thế cho chính phủ nữa. Mày để là một ít. Rồi thầy trên bàn để lại cho thầy đóng thế. Rồi mày nói tiếng cảm ơn. Con ăn bắt vô dẫn nó, thầy nó vô thầy nó lấy không? Nó không có. Thầy nói kỳ, nó khai nó vô chùa nó lấy rõ ràng. Đâu có, tôi cho đó mà. Thành ra về nó không cảm ơn, tôi biểu nó cảm ơn, nó đã cảm ơn rồi, nó đâu phải lấy.
Thì bé không cam ăn chịu thôi, nó mày có cảm ơn sư không? Nó có. Con trả chìa khóa sư, sư nói để là một số tiền nhỏ để đóng thuế. Rồi con đi về nói mày không biết cảm ơn hả? Con bay lại con cảm ơn. Nói gì đâu mày đâu phải ăn cắp. Ăn cắp mày biết cảm ơn mà tao có cho mày mà. Thế là trắng án, không có ở tù ngày nào hết. Thằng nhỏ trở lại xin xuất gia liền. Con chưa thấy ai như thầy. Nên ta thấy cái tâm người tu nói như vậy đó. Giữ làm cái gì? Mai mốt không có rồi Phật tử vô nó cũng không có thì thôi. Như nhà giảng là Phật tử không cất thì thôi, ra ngoài vườn mà thiếp hết dưới gốc cây. Tôi thì cái cốc bằng lá không có thì tôi ngồi dưới gốc cây. Tự lo thì tôi sống, tôi giảng không lo thì tôi vô là thiếu. Có vậy thôi. Đạo Phật hay chỗ đó, nó thấy Thái tử Si Đạt Ta. Còn làm vua là bằng ngày không yên, bằng đêm ngủ không được. Sao vậy? Sợ người ta giết thích khách mình. Ông vua mà. Còn ông Phật ngồi gốc cây như tôi, gốc cây bây giờ có tính giết tôi không? Giết lấy cái gì? Cái bát thì bằng đất. Cái y áo thì là áo dài rách giá lại. Lấy ông không có các bạc, xét trong mình ông không có gì trội. Ông ngủ dưới gốc cây, không có cái gì đâu. Vô cốc tôi kiếm không có một đồng bạc. Hết tỉnh xá này không có các bạc. Nó khỏe ru. Mà tôi có đói ngày nào đâu. Quý vị không cúng thì tôi ôm có bát đi, tôi xin cơm. Quý vị nghe thích quá heo, khoái quá heo. Giờ chịu làm không? Làm tôi chứng minh liền bây giờ nè. Cái đó mau lắm á. Cái đó đâu có gì khó gì đâu. Cậu ở đầu mặc áo siêu cô, ôm có bát đi xin ăn. Vậy có nhiêu thôi. Nghe thì khoái lắm mà kêu làm thì sợ. Sống đời sống là đời sống niết bàn. Bát cơm sinh ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Muốn cùng đường sinh tử rồi phải sinh ăn tháng ngày qua. Thì tôi nói về cái chuyển biến của võ trụ và chuyển biến của con người mình. Thì từ cái niết bàn tịch tịnh là cái vùng hào quang rực rỡ đó. Không có không gian, không có thời gian, không có hình, cũng không có tướng. Ở đây tôi muốn nói cái thời gian đó là cái hình nha, còn cái không gian là cái tướng. Cái hình là gì? Hình là cái hình dòng nước chúng ta ngồi xuống dưới sông chúng ta thấy đó. Cái đó kêu là thời gian, tức là nhận thức đấy. Còn không gian đó tức là những cái lượng sống, chúng ta kêu là đối tượng nhận thức, hay là vật lý và sinh lý. Còn cái kia, cái thời gian chúng ta kêu là tâm lý. Ráng nghe nha. Tâm lý là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn vật lý, sinh lý, không gian thì có mười phương, đông, tây, nam, bắc, đông, nam, tây, bắc, thượng và hạ. Rồi từ cái vùng phi không gian, phi thời gian, cái vùng hào quang rực rỡ đó, đứng lặng bất biến đó, đứng lặng là chân, bất biến là chân, thì cái này là chân thiệt đấy. Thì cái này kêu là A-la-hán. Rồi nó chuyển biến chậm lại, nó cũng chưa có tướng, thì nó bắt đầu nó có cái hình. Thì chúng ta kêu là ai lại da của mình đấy. Cái này mới là ai lại da của quý vị đó. Mà quý vị có ai biết gì đâu. Ai lại da thức của quý vị không biết. Nhưng mà bất lai người ta biết. Bất lai thấy được cái này. Nằm trong cái này. Nhưng mà cái phi thời gian, phi không gian phải A-la-hán mới thấy. Nhưng mà trong cái lại da của quý vị phức tạp nha. Tất cả hiện tượng á. Tam giới di tâm là tất cả tam giới đều do trong cái niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Ở đó không có hình tướng gì hết. Rồi hình tướng bắt đầu từ dạng pháp di thức, là do cái thức a la gia quý vị mới biến ra cái cảnh khổ bây giờ. Thì cảnh khổ bây giờ là do quý vị biến ra, do a la gia thức của quý vị, của tôi, của tất cả. Nhưng bắt đầu nó chưa có biến. Nó chỉ là một cái vùng hào quang mờ. Thì cái mờ này đó là đạo Phật kêu là vô minh. Hay là vọng tưởng kiên cố. Nó chuyển biến theo cái đường thẳng, tức là nó không có sao động. Mà đã chuyển biến là vọng, mà đứng lặng không có sao động là chân, chân vọng hòa hợp. Rồi nó xuống dốc nữa. Thì thành cái mặt trăng thứ hai, tức là cái này kêu là cái biết, xuống nữa thì kêu là cái thấy, tức là cảm giác. Thì cái này
Bất nhất vãng lai, thánh thứ hai nằm ở nơi này thấy được cái này. Rồi nó xuống dốc nữa, nó xuống cấp nữa thành mặt trăng thứ ba là có hình rõ rệt, mất cái hào quang. Cái thứ hai là có lúc hào quang, có lúc có hình. Hào quang là không hình không tướng nha. Thành ra mặt trăng thiệt đó là hào quang không hình không tướng, chỗ sanh ra tất cả dạng vật chúng sinh và các pháp. Thành ra tất cả dạng vật chúng ta chỉ là cái dùng hào quang. Khoa học kêu là năng lực. Khoa học bây giờ đụng tới đạo Phật, bắt đầu là chấp nhận đạo Phật. Đạo Phật là đúng. Hồi xưa thì sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Khoa học nói dốc. Vật chất tức tinh thần tức vật chất chẳng khác gì tinh thần. Tôi đưa cái bàn tay này, tôi dùng cái tinh thần, năng lực của tôi, cái thức tôi niệm chú ngồi trên bàn tay tôi có ổ bánh mì. Khoa học nói dốc. Nhưng mà qua bên Phật kia, bên Ấn Độ thì mấy nhà Ấn Độ, mấy nhà Phật kia làm được. Tôi chưa làm được, mà tôi không tu cái đó. Tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm khỏi cần niệm, chìm đắm ra khỏi trạng thái chìm đắm. Mà nếu tôi hướng tâm tôi có thể làm được. Nhưng làm được lấy làm cái gì? Mà chết không? Chết như thường, vô là thiếu như thường, đi tu làm chi cho nó uổng. Thì cái đây có thể qua trí tuệ được. Trí tuệ là không còn sống chết nữa, là dừng ở đây là ngu. Phạm giới khất thủ. Như cái ông gì đó, ông ngồi trên bên bờ sông Hằng tu 40 năm. Ông tụng chú một cái là ông ngồi trên mặt nước về, ông lấy cái tay bơi là ông đi qua tuốt bên kia sông. Rồi ông trở lại trên mặt nước không chìm. Trước sự thán phục của đệ tử Phật. Đây là Đức Phật cười. Nói cái ông tới, ông tu bao lâu rồi? Nói 40 năm. 40 năm mà được có vậy hả? Ta khỏi giờ phút nào hết, ta chỉ cần 2 đồng xu là ta đưa cho ông lấy đò là ông đưa tao qua bến. Ông chết không? Ông nói có đó tôi không rành. Nếu ông rành thì chết, vấn đề sống chết là vấn đề quan trọng. Ông có thần thông, ông chết ông mang theo không? Tôi cũng không biết. Chết chưa? Cũng như quý vị bây giờ á. Sợ vấn đề là hồi long qua, vấn đề tận thế. Mà quý vị không biết tận thế rồi đi về đâu. Rồi cái gì còn lại? Rồi không tận thế mình chết không? Mình có thể làm chủ lấy con người mình muốn chết gì đâu chết được không? Muốn sanh về cõi trời được không? Mình muốn tránh bốn đường ác được không? Mình muốn đừng đầu thai nữa, đừng tái sanh được không? Những câu hỏi này Đức Thái tử Siddhartha đã tìm ra, đã trả lời trong kinh rồi. Tại sao người ta tìm sẵn mình không lý? Hồi xưa Ngài khổ cực, Ngài tự tìm lấy, Ngài để lại kinh điển. Bây giờ mình chỉ theo cái đường dối gót của Ngài, mình đi đó có gì đâu. Mà kinh điển làm sao con có thì giờ coi sứ, mà con ngu si làm con có hiểu được. Thì nhờ các nhà sư, biết nhà sư nào bây giờ, nó khổ chỗ đó. Mà nếu tâm thành đó, thì mình cảm thì phải ứng thôi. Cái cuộc sống này là cuộc sống nhân duyên. Cuộc sống cảm là ứng. Thì mình cái tâm thành mình cầu mong hoài thì tất nhiên nó bậc thánh nhân sẽ đến với mình. Tôi ngồi đó mà khóc. Tôi cầu giấy Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quan Âm cho tôi gặp những vị chân sư. Nếu mình cầu giấy thì mà thành tâm đó thì những vị chân sư đến với mình. Chứ bây giờ biết tìm Ngài ở đâu. Mình nói đến thì mình làm sao biết vị đó là chân sư. Đức Phật có nói rồi, giới, định và tuệ. Coi vị chân sư, mình sống vị chân sư đó chừng 1 tháng, 2 tháng thì ló ra hết. Vị chân sư có đủ 10 giới hay không? Có rớt đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức không? Có ăn sái giờ từ quá ngọ đến ngọ mai, có ăn chay không hay là ăn mặn? Mà ngày 3-4 bữa không? À, có ngồi ghế cao nằm giường rộng, có nghề ghế xích đu cà lắc đồ, có hút thuốc và chứa o không? Có trang điểm phấn son mặc đồ quý đeo đồng hồ vàng không? Có di đầy xanh đan đồ không? Có mặc đồ tốt đẹp không? Thì mà ở thời gian mình biết liền. Vì cái này mới là cái thân thôi. Còn mình hỏi pháp vị này tu cái tâm làm sao? Thì bằng đầu tu tứ thiền là pháp môn người trời, đây chưa phải là chân sư. Mình theo ổng là mình sanh về cõi trời. Nhưng mà không qua cái này, không qua Bát Nhã được. Ổng dạy mình qua tới niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, coi đếm khỏi cần niệm Phật.
Cái này qua được, chìm đắm trạng thái qua còn dễ nữa. Rồi tứ thiền đó là xả niệm thanh tịnh, không có cảm giác, không có, chỉ có tư tưởng không. Thế thì tôi có giảng mấy lần rồi. Thì đây là thứ nhật chấp nhận đó. Đây là sống hiện tại đấy. Không có quá khứ, không có vị lai. Còn tam thiền còn quá khứ vị lai. Còn tình là còn quá khứ vị lai. Còn tứ thiền là không có tình nữa. Chỉ có tưởng thôi. 100% là tư tưởng. Đó, rồi quý vị coi là nếu qua Bát Nhã thì người ta, ông sư này sẽ giảng Bát Nhã với tư tưởng khác nhau sao? Giữa người trời dục giới với nhập lưu nó giống nhau sao mà nó khác sao, mà sao phân biệt được? Rồi giữa thánh thứ nhì đó là giới sơ thiền, giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó khác nhau làm sao? Rồi giữa sống thứ ba đó với tứ thiền, sắc giới và tứ không khác nhau sao? Thì vị sư nào phải phân biệt cho ở đây là chân sư. Ông đắc, ông rắc không biết, nhưng mà ông dạy quá rõ rồi. Mình chỉ thực hành thôi, cái này bây giờ ông có đắc thì mình cũng phải thực hành đó. Nhưng mà thực hành không thợ sai lạc, không sợ lọt vào ngũ âm ma. Người trời mà nhận là nhập lưu ngũ âm ma. Người trời mà biết rằng người trời nhập lưu, biết rõ người trời thì cái này là lọt vượt khỏi ngũ âm ma. Một quả thánh thứ hai thấy rõ người trời là cái sơ hở, không dính mắc vào đó thì đây là quả thánh thứ nhì. Còn thấy lờ mờ rồi giọt trốn cái là đụng không chạy được thì dính nữa thì cái này là tu cõi trời. Bây giờ tu cõi trời không à? Còn bây giờ kiềm sơn sư không có thì sao? Thì Đức Phật mới nói rằng sau này mấy vị chân sư ít lắm. Mấy ông kêu năn nỉ này kia mai lắm một hai người gặp thôi. Rồi bây giờ đại trà là đang dốt nát, đang hoàn cảnh nó bức bách. Đói kém tùm lum, chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi. Làm thì không ra tiền mà xài ra nhiều, vật chất lên cùng ngút trời. Chúng ta sống tiện nghi quá đầy đủ. Bây giờ cúp điện một cái là quý vị khóc liền, cúp nước một cái nữa là quý vị đào dưới đất, quý vị nhảy. Quý vị sống đầy đủ quá, tiện nghi nhiều quá. Ông bà chúng ta hồi xưa không có điện là làm sao sống? Vẫn sống nhanh, sống còn khỏe hơn bây giờ. Quý vị nhớ lại vài chục năm về trước làm sao có điện? Cái xe đạp còn không có nữa. Cái đĩa làm sao có? Cái đĩa hát máy bự đang thui vậy đó mà một nhà giàu mới có. Ôi, bây giờ có đâu bỏ mất rồi. Rồi tới băng, bây giờ cũng bỏ băng tới đĩa. Rồi bây giờ đĩa nén, đĩa gì MP3, MP4 gì đó, tôi cũng chạy luôn. Tôi đã không có rớt cái đó, tôi dốt. Tôi nói thật, mà tôi thích dốt cái đó. Mà chúng ta có an lạc đâu. Hưởng thụ chừng nào thì uống nước muối chừng nấy. Bây giờ chúng ta khổ đau hơn người xưa. Và Đức Phật mới nói thôi, các con chỉ nhất niệm thôi, các con qua vô niệm đạo Phật, vô Phật là không có thầy, không có pháp môn. Mấy con đã quen tu là sửa rồi, bây giờ không sửa là mấy con tu không được. Sửa là nước chảy xuôi, mà không sửa là thuyền ai chống ngược. Sống hoàn toàn khác như người đời ghét. Bây giờ ai mà sống đơn giản người mà đời rất là ghét, nhất là thế giới ngoại quốc. Tôi nghe Việt Kiều về kể cho tôi. Đi ra ngoài đường đó mà không thoa son dầu phấn giống nó không cho đi. Phải làm giống hệt. Nó mua sách cái giỏ gì đó mà mua thứ giỏ rẻ tiền, cái hiệu khác là mặc dầu mắc tiền mà cái hiệu khác là nó không chịu. Phải cái hiệu xịn đó, cái hiệu mà nổi tiếng đó. Ngoài ngoài quốc càng văn minh chừng nào càng ngu si chừng nấy. Ăn uống cũng vậy, chúng ta gạo làm sao cho thật trắng, cho thật mềm, bỏ vô miệng ăn khỏi ngay. Mà không có nước miếng là làm sao tiêu, mà cái chất cám là chất bổ nhất trong các. Bây giờ có đau quá mới trở lại gạo nước mắt. Thì chúng ta thấy ở nhà 70-80 tầng lầu, nó nóng muốn chết cha luôn. Rồi quạt máy, rồi máy điều hòa không khí gì. Mà không khí ở lâu mà ra ngoài không khéo là chết giấc. Hồi xưa thì đâu có nhà cửa chạy gốc cây. Bây giờ nói thiệt quý vị, không chỗ nào mát hơn gốc cây đó. Quý vị thử đi, mới nghe lời tôi. Ở đây là tôi không cho ông nào sửa gốc cốc hết. Tất cả đều ra ngoài sân ngủ. Trời mưa thôi. Chính tôi cũng ra ngoài trời tôi ngủ, trời trời hộp bệnh. Tôi ngủ trong đó là Minh Đăng Quang á. Còn quý vị ngủ ngoài trời, coi thức dậy tỉnh táo vô cùng mát mẻ, bốn phía gió nó thổi tới. Rồi vô trong ngà đóng cửa bích hết, sợ ăn trộm ăn cướp vô lấy đồ. Trời đất ơi,
Rồi mở quạt máy, có người nực qua mở quạt máy sáng cái vô là thiêu luôn. Nó nực ra mồ hôi rồi quạt máy nó hít cái không khí độc ra. Quạt máy đâu phải là gió thiên nhiên mà gió nhân tạo. Quạt máy này tôi không chịu nổi. Lên xe mà máy lạnh tôi cũng chịu không nổi. Mà mở cửa ra cái gió ngoài trời, gió chừng nào tôi khỏe chừng nấy. Mình sống quen, mà quen cái thiên nhiên thì bao giờ cũng là sống dai và con người nó thoải mái. Thôi giờ trở lại, do đó Đức Phật biết con người sao văn minh chừng nào càng văn xương chừng nấy, càng ngu chừng nấy. Thì không thể qua đạo Phật được. Phải sống ngược với đời là nó bắt đầu nó đẩy mình. Bây giờ phải có phe đảng. Chẳng những phe đảng ở ngoài đời, ở công chức làm việc, phe đảng ở trong tôn giáo luôn. Chạy đâu? Không được, mày sống khác là không được thôi. Mình đâu có giữ người thuyết pháp đó là ông nào người ta giữ tiền mình không giữ là phạm giới cấm thủ. Ông nào người ta đi dép mình không đi phạm giới cấm thủ. Người ta ăn chiều mình không ăn là phạm giới cấm thủ. Chết rồi mấy ông sư nào giữ giới là phạm giới hết. Ông nào không giữ giới rồi mới là đại thừa thoải mái, thõng tay vào chợ mà. Đừng dính mắc thôi. Thì câu đó là Phật nói. Mà đừng dính mắc được không? Nói thì nghe dễ, trời ơi, uống rượu mà không sai, gần sắc không đóng, gần tiền mà không nhiễm. Tôi nói cái đó tôi không có trong đó rồi. Đức Phật nói, các con làm sao gần sắc đừng có đóng, gần tiền đừng có mê, uống rượu đừng có sai, đã sai đừng có loạn. Cái đó là mấy vị Bồ Tát Thánh A-la-hán trở lên. Tôi nghe tôi giỡn ngốc. Đức Phật mới nói thôi bây giờ các con khó mà qua cái đạo Phật được. Thôi các con nhất niệm người trời thôi. Mà người trời quý vị cũng chưa chắc. Như tôi nói thì người trời niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm khởi đến chưa phải là người trời thật sự. Còn bắt cá hai tay. Nam mô về Phật 1, Nam mô về A-di-đà Phật 2. Cái nó phóng kéo trở lại phóng là đi về dục giới. Cà phê, thuốc hút, á phiện kéo trở về câu niệm Phật để nó có cái hỷ lạc bên trong. Không có tranh bên ngoài nữa. Rồi nó phóng nữa, kéo nữa thì làm sao giả sanh. Còn tạp niệm với nhất niệm tranh giành nhau. Tới chừng nào khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, không cái gì xen vô hết. Thì người này có thể sanh về cõi, tự lực sanh về cõi trời. Giờ phát nguyện A-di-đà ơi tiếp dẫn con, A-di-đà tiếp dẫn liền. Về đó gặp A-di-đà là đắc quả nhập lưu liệu. Tôi thấy ở đây mình tu bây giờ 10 kiếp cũng chưa chắc đắc. Vì không có Phật. Mà cái đức của Phật rất lớn. Chúng ta nhớ hồi xưa Phật Thích Ca còn thấy không? Xá lợi Phất một kiền liên đó đắc người trời. Nghe Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên đó là đắc quả nhập luôn. Có vị đắc quả nhất vẫn lai, có vị đắc A-la-hán luôn. Còn bây giờ tôi thuyết quý vị nghe 1000 lần quý vị cũng không qua nhập lưu được. Tại sao vậy? Tại vì tôi không có đức, tôi có đắc quả gì đâu. Thứ người đuôi mà dẫn người mù thì cũng vậy, nó có gì đâu. Còn ta thuyết pháp là hộp căn hộp cơ. Đức Phật mà thuyết cái ngài biết cái linh hồn quý vị trình độ cỡ nào. Mà nếu quý vị lớp 1 thì Đức Phật đưa lớp 2. Mà lớp 2 ngài đưa lớp 3, lớp 7 ngài đưa lớp. Tôi là sinh xâm. Quý vị tiếp thu được thì không được thì thôi, ráng mà chịu. Tôi còn chưa biết tôi mà làm sao biết quý vị được. Thành ra không gặp Phật ra đời một cái đại bất hạnh. Như vậy thì muốn về cảnh cực lạc phải làm sao? Đây là cái mấu chốt. Nãy giờ tôi muốn giảng rồi tôi đi vòng vòng ngoài. Thì quý vị đã biết rồi. Có 3 điều. Thì đó là giới định tuệ đó. Thì bên tịnh độ kêu là hành, tính và nguyện. Nguyện là huệ là quan trọng nhất tôi đề đây đó. Duy nguyện quảng sanh. Nắm cái nguyện là nắm hết. Giới định tuệ thì cái tuệ là quan trọng nhất. Nắm tuệ là có giới định trong đó. Còn có hành tính mà không có nguyện không giảng sanh đâu nhá. Thành ra phải nắm một cái thôi. Còn bên kia giới định tuệ, giới định có thể là không có tuệ là không về cõi Phật. Cái huệ, cái tuệ với cái nguyện là cái diệu dụng. Quý vị có cái ca uống nước, có cái chai nước khoáng thì cái tướng của chai nước khoáng là cái tướng chai tròn tròn dài. Rồi cái định chai nước khoáng là do 7 chất hợp lại. Đất, nước, lửa, gió, hư không.
kiến thức nó mới có cái này, mới hộp thành một cái chai nước khoáng như vậy, cái thể. Rồi chai nước khoáng dùng để đựng nước, nước khoáng dùng để đựng nước mưa uống, hoặc dùng nước đựng nước cà phê, thì cái đó là cái diệu dụng của nó. Mà hãy có diệu dụng là phải có chai nước khoáng và phải có cái hình tướng của nó. Ví dụ có nắm cái dụng là có đủ trong đó hết. Rồi quý vị nắm cái hình tướng chai nước khoáng mà nó không đựng gì được hết là không có dụng. Chai nước khoáng trống rỗng. Rồi quý vị cứ kể bảy chất nó là cái chai này bằng đất nước lửa gió nó hợp lại do kỹ nghệ vô công mà không có diệu dụng thì cũng kể như bỏ. Rồi tôi nói sơ thôi ha. Thành ra cuối cùng cái nguyện là quyết định cho vấn đề giảng sanh. Nguyện là món cầu, món cầu về thế giới cực lạc. Mà món cầu nếu tôi không tin, không tin thế giới cực lạc thì món cầu làm cái gì? Mà tôi tin có thế giới cực lạc mà tôi không thực hành, tôi không niệm Phật gì hết thì tính đấy, nguyện để làm cái gì? Chẳng hạn như bây giờ quý vị có người mẹ mà quý vị thương nhất, vì cái ân nghĩa đối với con rất là sâu dày, con rất kính mẹ, mẹ thương con lo con từ chút. Con hồi nhỏ bệnh hoạn vô cùng, mẹ nuôi tới lớn như vậy. Bây giờ con tha thiết làm sao gặp mẹ. Con phát nguyện làm sao bất cứ gia nào con cũng phải gặp mẹ. Con ngồi đó con không đi lo cái gì hết, về qua bên được không? Đâu có được. Cái nguyện là cái quan trọng, nhưng mà muốn nguyện gặp mẹ thì cứ phải có số tiền. Phải đi mua vé máy bay, phải đăng ký, phải biết cái thủ tục. Rồi phải phát điện cho mình coi mẹ còn ở bên ông ở chỗ nào. Thì phải có niềm tin là chắc chắn mẹ mình ở tại tiểu bang nào. Thì có đó là tính. Hành là gì? Là phải có tiền bạc, có cách thức đi mua vé này kia, là cái đó là cái hành, thực hành. Này có hành mà có tính nữa thì tất nhiên cái nguyện này thành công. Tôi nguyện ngồi đó, tôi nguyện về gặp mẹ, tôi nguyện về gặp mẹ cái niệm hoài mà về đó tôi chịu thua. A Di Đà ơi tiếp dẫn tôi không niệm Phật, tôi không quý y tâm bảo thọ trì năm giới, con trai gì hết. A Di Đà cứu tôi, không cúng A Di Đà không linh nha. Chúng ta bây giờ vậy đó, chờ chết bãi sủi. Tôi có kiểu đó thì chết rồi. Nó thành ra từ nay ha, nên nhớ ha, thì tôi đã có giảng rồi. Vậy thì cái cõi đời này nó có hội long qua, nó có nổ xẹp, có mà bể chết hết cũng không sao. Vì mình không cải được cái cộng nghiệp, định lực mình yếu quá. Nếu định lực quý vị mạnh đó, quý vị có làm vua chẳng hạn, thì phước báo quý vị có thể khuyên dân, năn nỉ dân ăn chay đi, thọ năm giới đi. Rồi ông vua phải ăn chay trước, ngài phải ăn chay trường, ăn chay ngọ, ngài phải sống đơn giản, thiếu dục tri túc. Thì ngài nói thì dân nó nghe. Nếu dân của ngài mà 1 tỷ đó, thì 1 tỷ người tu thì cái thế giới này không bao giờ nổ được. Còn mình là cái phước báo có một chút béo mà. Mà mình chưa chắc mình làm được, mình mới có lao sụm. Ráng với bà ráng đừng cho quả địa cầu nổ nha. Ngày 21 tháng 12 vậy đó ha, mà tôi không tu gì hết, với bà tu đi, tu thế tôi luôn. Được không? Mà nói dốc, muốn khuyên người ta cái gì mình phải thực hành trước. Tôi khuyên quý vị gì nghe tôi là tôi khuyên quý vị ăn 10 ngày chay, tôi phải chay ngọ. Tôi khuyên quý vị đừng tham tiền, đừng tranh giành tiền bạc với cha mẹ, với anh em, với vợ chồng. Tôi không có các bạc nào hết. Thì quý vị đâu có sợ tôi mà quý vị kính tôi. Quý vị do cái kính đó mà quý vị làm với cái niềm tin đó. Thành ra quý vị muốn cho thế giới này yên, quý vị trở về với mình trước đi. Mình yên rồi thì thế giới yên, tôi bảo đảm như vậy. Kỳ thì tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Ở đó mà la trời đó sợ rõ để cầu nổ. Mà thí dụ bây giờ quý vị là không được, bởi cầu nó nổ thì quý vị cũng chết thôi. Bây giờ không chết thì sao nữa, cũng chết. Nhưng mà quý vị có cái niềm tin cực lạc thì người ta, người chết xuống địa ngục ngạ quỷ, người chết sanh về cõi trời, quý vị chết sanh về cực lạc. Sướng không? Bây giờ chết liền, bây giờ về cực lạc, tôi xin chết liền, tôi nói thiệt. Cái chết sống đâu có quan trọng gì, mình đâu có chết. Chết xác thân cho cái linh hồn mình nó cứ mang đủ thân hết. Thì bây giờ nó thân cái thân qua xe không sướng hơn. Còn phải địa cầu nó nổ chết một số thôi. Thì số nào ác thì cái nghiệp nó là phải đi. Thì tôi thường nói một chiếc xe 50 người mà xuống dưới sông chết hết không? Chưa chắc.
Có khi có 30 người chết liền, còn 10 người gãy tay gãy chân, có thể có 10 người không hề hấn gì hết. Tại sao vậy? Phật Quan Âm cứu hả? Có Quan Âm không? Quý vị phải biết, nói có Quan Âm là sai, mà nói không có Quan Âm là trật. Quan Âm là ai? Quan Âm chỉ cảm thôi, mà mình ấy cảm thì Ngài phải ứng thôi. Mà nếu Ngài không ứng là tại mình không cảm. Mình cảm mạnh thì Ngài ứng mạnh, mình cảm vừa vừa thì Ngài ứng vừa, Ngài cảm yếu, Ngài ứng yếu, mình không cảm thì Ngài không ứng. Thì cái lỗi ở ai? Thành là cuối cùng mình vẫn là chánh. Quý vị đừng cầu mong ai hết. Cầu mong mà không nhất niệm, không kết quả cái gì hết. Bất cứ làm một cái gì mà quý vị nhất niệm rồi, quý vị làm thì thành công hết, tôi bảo đảm. Mà làm sao nhất niệm sư? Đó, cái này khó, tôi đã giảng rồi. Quý vị đây có ai mà khỏi cần niệm Phật, có tiếng niệm Phật chưa? Khi nhớ tới A-di-đà thì có tiếng A-di-đà nó phát hiện ra. Rồi quý vị nhớ nghĩ tưởng tống nó vô, nó tràn ra, rồi tống vô, nó tràn ra, không có tư tưởng nào xen vô được hết. Đây là nhất niệm.